từng hợp tác với công ty Super Precious cho sản phẩm chân ái. Phong La vừa có những chia sẻ về quan điểm của bản thân liên quan đến ồn ào của Châu Đăng Khoa và Oran mới đây. Sau những chỉ trích vì cố tình đá xéo chách, nam nhạc sĩ Châu Đăng Khoa vừa tiếp tục bị các nghệ sĩ trực thuộc công ty của mình là Oran Giờ và Lily Tố mập mờ trong chuyện phân chia tiền công, cố tình tạo xì căng đang để PR bẩn. Sau khi Oran Giờ và Lily Tố cáo công ty của Châu Đăng Khoa làm ăn không rõ ràng, nhiều nghệ sĩ cũng đã lên tiếng đứng về phía hai cô gái này. Cùng với đó, nhà sản xuất âm nhạc, đồng thời là đồng sáng lập công ty Super Precious cùng Châu Đăng Khoa, cũng đăng đàn tố cáo nam nhạc sĩ này ăn chặn tiền bạc lẫn danh tiếng. Ở bên kia chiến tuyến, Châu Đăng Khoa cũng có chia sẻ cực kỳ ẩn ý về việc gà nhà được đầu tư phát triển sau đó trở mặt ăn cháo đá bát. Hiện tại vụ việc này vẫn đang cực kỳ phức tạp khi bên nào cũng có lý lẽ riêng. Oran Giờ và Lily sẵn sàng nhờ đến pháp luật để can thiệp giải quyết vấn đề mập mờ tài chính và hợp đồng với công ty Super Precious. Trong khi đó, phía Châu Đăng Khoa lại đang im ắng, không có động thái giải thích rõ ràng cho sự việc này. Mới đây, một trong hai nữ chính của MV Chân Ái là Phung La La Thanh Thanh là người tiếp theo lên tiếng bày tỏ quan điểm về vụ ồn ào của Châu Đăng Khoa và Oran Giờ. Nữ người mẫu cho biết, trong cô hình ảnh về Super Precious luôn đẹp đẽ, cả Châu Đăng Khoa và Oran Giờ cũng vậy. Phung La chia sẻ rằng, cô không đủ can đảm để đọc báo hay đọc bình luận của mọi người vì mỗi lần như vậy, những kỷ niệm đẹp lại ùa về. Phung La có mối quan hệ thân thiết với Châu Đăng Khoa và Oran Giờ. Từ những ngày đầu quay Tình Nhân Ơi, thấy mọi người bên nhau như một gia đình, lo từng bộ đồ, từng chuyện ăn uống. Mình ước chị mình cũng có được một team đồng hành như thế. Khoa chủ tịch thì lúc nào gặp mình cũng nói chuyện một cam hai cam, anh đã chuẩn bị những gì, bắt nghe nhạc sáng tác cho cam coi có ổn không. Quà mua cho cam đem ra khoe mà làm mừng hụt tưởng tặng cho mình, đi nhậu versus mọi người ổng còn nói bạo về cam hơn nữa. Còn cam thì nghe lời, anh Khoa khuyên gì cũng làm theo. Hát càng ngày càng hay hơn, tính tình vô tư không nghĩ ngợi gì nhiều. Chắc cam cũng đã rất mông lung trong chuyện này và không muốn giữ trong lòng lâu thêm nữa, nên mới nói ra như vậy. Mong rằng tất cả chỉ là sai sót và hiểu lầm nhỏ mà chưa kịp trao đổi sâu hơn mà thôi. Phung La chia sẻ. Phung La cho hay với những tình cảm mà các nghệ sĩ trong Super Precious dành cho nhau, cô muốn mình trở thả hát một phần của công ty này. Hiện tại khi những hình ảnh đẹp đã không còn nữa, mỗi người đi một hướng riêng, Phung La chỉ muốn tất cả như chưa hề có cuộc chia ly, không ai buồn, khóc nhiều như lúc này, rồi thời gian trôi qua, ai nấy cũng sẽ nguôi ngoai, kể cả những bình luận ác ý có khi sẽ quên mất lời mình đã nói gì, những con người. Chúng tôi đã từng làm việc cùng nhau rất hạnh phúc, cũng có khi vì mỗi người một lối đi riêng mà không nhớ nổi điều gì. Phung cũng vậy thôi, chắc cũng sẽ quên khuấy hoặc nhớ chút ít. Nữ người mẫu hé lộ rằng các phần tiếp theo của MV Chân Ái sẽ không được thực hiện nữa vì những bất đồng giữa Oran Giờ và Châu Đăng Khoa. Phung La mong hành trình sắp tới của Oran Giờ, Châu Đăng Khoa sẽ luôn có những điều đẹp đẽ và trân trọng những gì đã có với nhau. Video liên quan tất cả mọi thứ đều là tạm bợ. Chúng ta đã nương tựa lẫn nhau vậy nên khi không còn tiếng nói chung, cũng chỉ mong là một sự ra đi êm đẹp và dư luận, cũng có thể để cho mỗi người được bước tiếp. Vì tình cảm họ đã dành cho nhau là thật, Phung nhớ như in những giọt nước mắt của anh Khoa khi Cam bị bệnh, nụ cười anh hạnh phúc khi khoe với Phung những clip biểu diễn của Cam trên sân khấu Hong Kong. Biết làm sao đây, Phung thấy tiếc quá, cảm giác như mình cùng lúc mất đi một thứ gì đó rất đẹp đẽ trong ký ức vậy. Phung La bày tỏ, Phung La chia sẻ quan điểm của bản thân xung quanh ồn ào của Châu Đăng Khoa và Oran Giờ. Trước đó Phung La tham gia diễn xuất hỗ trợ cho các sản phẩm như Tình Nhân Ơi và Chân Ái của Oran Giờ. Chính vì vậy cô có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ trong công ty Super Precious lẫn chủ tịch Châu Đăng Khoa. Phung La trong MV mới nhất của Oran Giờ Chân Ái, PT, theo thế giới trẻ Let's S Plus S, Oi.